Ok, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì xe về khá nhiều và đang full bãi rồi. Tất cả anh em, cả con, cô bác, anh chị em nào nếu vẫn có nhu cầu bán xe thì vẫn alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Em vẫn mua và mua với một cái giá rất là cao luôn. Các bác chỉ cần alo có xe muốn bán, cái này em lại lên đường luôn. Vừa rồi thì em cũng mới đi Hà Nội mua được một chiếc Innova 215 và dọn một tí nữa là em lên sóng rồi. Vậy thì quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em nào đang có nhu cầu thì hãy nhớ nhấc máy lên. Còn bây giờ em sẽ quay để bán xe cho mọi người nhà em. Còn những cái mẫu xe sau đây dành cho các bạn nhá, em quay nhanh, báo giá nhanh thôi. Vios 2015 bản E-Sit, một mẫu xe gia đình biển Hải Phòng 15A58790, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, xe không có khoa đục, không taxi, không dịch vụ gì, xe đẹp và không có lỗi, với giá bán là 348 triệu đồng. Vậy thì bà con, các bác, anh chị nào đang có nhu cầu mua Vios thì đây là một chiếc xe khá hợp lý. Vâng, 2015 bản E xe gia đình với giá 348 triệu đồng. Tiếp tục đây thì có một chiếc Hyundai Accent. Với mẫu Hyundai Accent này thì sản xuất năm 2014, bản số tự động 1.4 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Đấy, bản full cửa sổ trời, bản hatchback nhá. 5 chỗ ngồi nhưng nó là hatchback nhưng mà cũng khá là rộng rãi và rất là đẹp. Zin cả xe với giá bán là 379 triệu đồng. Nissan Piso, một cái mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh và khá tiết kiệm nhiên liệu với cái khối động cơ chỉ có 1.0 thôi, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ và biển Hà Nội. Anh em khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua chiếc xe này không mất thêm 20 triệu tiền phí vào thành phố. Hộp số tự động, máy 1.0 cực kỳ lành và đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu. Sản xuất năm 2009, số tự động 1.0 với giá bán 195 triệu đồng. Hôm nay thì em vừa mới về cho anh em được một chiếc xe Innova 215 màu vàng cát. Đó, con này thì một chủ từ đầu luôn, không có khoan đục, không lỗi, không taxi, cũng chả có dịch vụ gì. Chắc là giá bán thì nó loanh quanh gần 400 triệu đồng một tí thôi. Đấy, dành cho các bác nào thích, em chỉ dọn dẹp một tí thôi, sơn xi đây. Vừa mua về nó có tí xước xát thôi, em đánh bóng tỉa sơn cái là hết thôi. Rất là đẹp luôn nhá. Hôm nào xong em sẽ có giá cụ thể. Ford Everest 2008, số tự động, máy dầu 2.5. Đấy, một cầu máy dầu với giá bán hiện tại là 358 triệu đồng. Ford Ranger, đây cũng là một chiếc Ford Everest các bạn nhá. Vâng, con này là sản xuất năm 2010, Ford mới, máy dầu. Vâng, số tự động 2.5 turbo. Vâng, màu đen biển Quảng Ninh, con này thì cũng mới về đây. 419 triệu đồng. Vâng, 2010, Ford mới, một cầu, số tự động nhá. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Ford Ranger 2010, số sàn, máy dầu 2.5 turbo, hai cầu. Với giá bán là 269 triệu đồng. Đó. Một chiếc bán tải khá là đẹp cho mọi người. Ông vua bán tải luôn. Đó. Isuzu Highlander 2004, 7 chỗ ngồi, máy dầu 2.5, biển 37A38858. Con này thì đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022 với giá bán là 269 triệu đồng. À đâu, 189 triệu đồng. Con này là con Isuzu Highlander. Đó, máy dầu 2.5 đời 2004, số tự động các bạn nhé. Đấy, với giá bán là 189 triệu đồng. Ford Everest 2005, 2007, phiên bản số sàn, máy dầu, một cầu, 2.5. Đó, con này thì biển Hải Dương với giá bán 225 triệu đồng. Honda CR-V 2009, con này thì trang bị khối động cơ là 2.0, 5 chỗ ngồi, biển Hải Phòng, số tự động các bạn nhé. Cực kỳ lành và đặc biệt rất tiết kiệm nhiên liệu, xe thì cực kỳ đẹp cho mọi người. Với giá bán là 386 triệu đồng. Đấy, tặng luôn cái em này này, em đang giơ tay này, đang chưa có chồng nhá. Đấy, 368 triệu đồng nhá. Đấy, dáng rất đẹp luôn, mông cong luôn. Đấy, tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe Toyota Inno, Toyota JGL. Con này thì nó rẻ thôi, 165 triệu các bác ạ. 165 triệu thì các bác đã sở hữu được chiếc JGL 7 chỗ ngồi, máy xăng 1.8 này, đời 2004, bản GL xịn, biển 35A02006 nha. Con này khá đẹp luôn, zin cả xe. Đấy, với giá bán 165 triệu cho anh em. Cho anh em. Đấy, rất là đẹp luôn. Santa Fe 2008, số tự động, máy xăng 2.7V. Con này thì khá là tốn xăng nhưng mà rất là đẹp. Và 7 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, 299 triệu, biển Yên Bái. Innova 2008, số sàn, bản G 2.0. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 255 triệu đồng, biển Bắc Giang, đăng kiểm tháng 10 năm 2022, bản G xịn và nó là một chiếc xe gia đình. Cũng khá là đẹp và khá chất lượng cho mọi người đây, các bạn nhìn thấy đây. Nội thất của nó rất là yêu. Đấy, 255 triệu.
Ở phía dưới này thì có mấy cái mẫu xe cũng khá là hợp lý. Đầu tiên đây thì chúng ta sẽ có một chiếc BMW. BMW này là sản xuất năm 2004, số tự động 2.0 hiệu 318i. Con này thì biển Bắc Linh 99K 3969 với giá bán 169 triệu đồng. Lacetti 205 với giá bán 105 triệu đồng. Lacetti nha các bạn nha, một chiếc xe Lacetti EX sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, 1.6 biển Hà Nội với giá bán là 105 triệu. Lumiza 204, số sàn máy của nó là 1.6 biển Hà Nội với giá bán là 65 triệu. Lixan Bluebird sản xuất năm 1990, số sàn 1.8 biển Hà Nội. Vâng, với giá bán là chỉ có 35 triệu thôi. Đấy, 35 triệu nhá. Lifan 2007 số sàn 1.6 với giá bán chỉ có bao nhiêu ạ? 65 triệu thôi. Lifan số sàn 1.6 nhá. Đời 2007 với giá bán là 65 triệu. Lá Lốt 2002 với giá bán 56 triệu đồng, số sàn 1.6 biển Quảng Ninh. Toyota Jay sản xuất năm 1997, nhập khẩu nguyên chiếc ở Nhật Bản. Chiếc xe này thì biển 29K9756 và đăng kiểm tháng 9 năm 2022. Với giá bán bây giờ thì nó cũng chỉ còn có 55 triệu thôi. 55 triệu các bác nhé. Toyota Jay 55 triệu. Tiếp tục thì ở trên đây chúng ta sẽ có những cái dòng xe khác cho anh em. Anh em nào quan tâm thì tiếp tục là alo cho em nhé. Jolie này là 2000 bao nhiêu ạ? Rolly 2004 giá 119 triệu đồng, 7 chỗ ngồi. Đấy. Innova 2008 với giá bán chỉ còn 245 triệu thôi. 2008 bản G, một mẫu xe gia đình. Đời 2008 biển 36 của tỉnh Thanh Hóa nhá. Bản G xe gia đình với giá bán là 245 triệu. 245. Tiếp tục là một chiếc Innova 2014 số sàn bản E, biển Phú Thọ. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 385 triệu. 385 triệu các bạn nhé. 2014 bản E form mới. Jolie 205 với giá bán 130 triệu đồng, biển 89A07077, 2.0 turbo Matrix, đèn cột bản đủ ấy các bạn ạ. Đấy. Với giá bán là 130 triệu. Vâng, 7 chỗ nhưng mà nó chỉ có 99 triệu thôi. Thương hiệu đến từ Ý là một chiếc Fiat Doblo. Con này thì sản xuất năm 2003, khối động cơ 1.6. Số sàn, zin cả xe. Con này keo chỉ zin hết và đầu sơn zin của nó còn khá nhiều. Máy thì thầm luôn. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá 99 triệu đồng. Jolie này là Jolie tiếp theo là 205 với giá bán 135 triệu đồng. Bản đủ mắt xích, lốp xe đường cột, máy turbo biển Hải Dương. 34A0, một chiếc xe khá đẹp luôn. 7 chỗ ngồi nhé các bạn nhé. Tiếp theo là ba chiếc xe Vivante. Đầu tiên đây là chiếc xe biển 17K này. 7903, con này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá 179 triệu đồng. Sản xuất năm 2008, một chủ từ mới, số tự động 2.0, 7 chỗ ngồi, máy xăng. Đó. Bên đây là một chiếc số sàn nhé, con này số tự động 179, số sàn này thì bên em đang còn hai chiếc. Đây là một chiếc xe biển 22 và một chiếc xe biển 37. Hai con này em đang bán là 158 triệu cho một đôi. 158 triệu cho một chiếc, còn hai con như thế này với giá 158 triệu cho anh nha. Ở đây chúng ta đang có một chiếc Hyundai Avante 2013. Con này thì đang đeo biển Hải Phòng 15A09725, sơn xi màu trắng, đời 23, giá bán 279 triệu đồng. Xe không có khoan đục, không có taxi gì, con này mới về. Vừa rồi thì anh em nào hỏi xe này thì mình không nhớ ra, bỏ bán rồi. Đó, con này thì hiện tại là bán là 279 triệu nhé. 279 triệu màn hình Android xịn sò luôn này. Nội thất rất là ok, số sàn nhé các bạn nhé. Rất đẹp luôn. 279 triệu các bạn nhé. 279 triệu. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe Toyota Innova, một Toyota Vios 2015. Con này thì màu bạc bản E, biển 89 của tỉnh Hưng Yên. Con này thì máy xăng và máy 1.5 bản E. Con này thì cũng qua dịch vụ. Nói chung là nó cũng là một trong hàng xe Vios thì trăm con, dịch vụ luôn. Con này thì hiện tại bán 335, 215. Tiếp tục là một chiếc Moling 2009 bản SX, số tự động 1.0 với giá bán là 195 triệu, biển 15A39546, số tự động nhé bạn nhé. Bản đủ ấy, bản SX nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn luôn, màu lông chuột, 195. CDX, con này là CDX, Lacetti CDX 2009, số tự động nhập khẩu. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá là bao nhiêu ạ? 228 triệu các bạn nhé, 228 triệu. I10 2014, số sàn bản đủ. Con này thì bản đủ không khoan đục, không taxi gì, biển Hà Nội với giá bán 235 triệu.
Đó, con này là bản thiếu 2017, cái form này là 2017 rồi. Biển 36A74450, con này bán 252 triệu số sàn 1.0. Đấy, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam nhé, đã lên full đồ rồi. Morning 2008 bản SX số tự động này. Con này màu vàng, anh em là thích cái tông màu vàng đen. Và với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 189 triệu đăng kiểm tháng 3 năm 2023, màu vàng là răng đúc 4 bánh theo xe nhá. Màu vàng rất là đẹp cho anh em. Ở đây chúng ta có một chiếc i10 2011 số tự động bản full cửa sổ trời, máy 1.1, con này thì biển Bắc Linh 99A01361. Con này thì hiện tại bên em đang bán 229 triệu đồng. Vâng, 229 triệu đồng anh em đã sở hữu được chiếc i10 nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ đời 2011 số tự động nhá. Đấy, hợp lý luôn đấy, 2011 luôn, cửa sổ trời đầy đủ nhá. Morning 2017, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Con này thì zin cả xe luôn, máy 1.25 với giá bán 239 triệu đồng, màu bạc. Spark 2010 với giá bán chỉ còn 89 triệu. Đấy, biển 35A03962. Tubi MK, với chiếc Tubi MK này thì sản xuất năm 2010, số tự động 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá 125 triệu. Matiz 2008 thì với giá bán 66 triệu, số sàn 0.8 nhé các bạn nhé. Một chiếc Matiz SE 2008 ạ. Morning 2017 phiên bản số sàn, máy 1.25 biển Quảng Ninh với giá bán là 245 triệu đồng, tư nhân một chủ từ mới, màu trắng, xe gia đình sử dụng, không khoan đục, không taxi dịch vụ gì, với giá bán 245. Spark 2010 biển Hà Nội 30A85941 với giá bán là 88 triệu đồng. Đấy. Spark 2009 biển Balama màu xanh cốm, con này hiện tại bên em đang bán 87 triệu đồng. Spark 2010 với giá bán 90 triệu đồng. Đấy, rất nhiều Spark luôn. Spark 2008 với giá bán là 78 triệu đồng. Đấy, 2009. Con này 09 biển 36 78 triệu đồng. Morning SX 2009 số tự động máy xăng, máy 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Máy 1.0 và trang bị hệ thống số zig zag, máy eco form mới rồi. Con này thì hiện tại là bản SX với giá bán 218 triệu đồng. Spark 2011, một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, không khoan đục, không taxi dịch vụ gì, 105 triệu đồng. Morning SI 2016, bản đủ số sàn 1.0 với giá bán là 265 triệu đồng. Đấy. Enong 2011 đăng ký 212, số sàn 1.4, bản đủ túi khí ABS đầy đủ, biển Quảng Ninh, màu vàng với giá bán là 90 triệu đồng. i10 2017 đăng ký lăn bánh lần đầu 2018, số sàn máy 1.0 bản Pay, bản thiếu đấy. Con này thì 2017 form mới rồi, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam với giá 262 triệu đồng. Toyota Vios bản G. Con này thì số tự động nhá, biển Hà Nội 30A18610. Con này thì sản xuất năm 2009 với giá bán là 298 triệu đồng. Đời 2009 số tự động bản G 1.5, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, xe đẹp không lỗi. Ford Fiesta, một cái mẫu xe hatchback nhưng mà chạy thì chất lượng hơn so với tất cả những dòng Morning, Ghost hay i10. Vì sao? Vì chiếc xe này trang bị khối động cơ tới tận 1.6 số tự động. Vâng, một chiếc xe khá hợp lý như thế này. Và với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng các bạn đã sở hữu chiếc Ford Fiesta 2011 số tự động 1.6 như thế này. Rất là đẹp cho anh em. Tiếp tục về khu vực hàng trước thì chúng ta có rất nhiều những cái mẫu xe mà Tuấn Anh có thể giới thiệu nhanh cho mọi người. Hôm nay thì Tuấn Anh giới thiệu rất nhanh luôn, báo giá thôi. Mạc GLK 209 biển Bắc Linh. Con này số tự động 3.0 đẳng cấp rồi. Mạc thì nó phải tầm này rồi các bạn ạ. Một mẫu xe 5 chỗ ngồi SUV đẳng cấp luôn, với giá bán chỉ có 435 triệu đồng thôi. Mạc GLK 209 số tự động 3.0. Tiếp tục thì chúng ta ở trên đây còn rất nhiều những cái dòng xe. Ví dụ như là Vios hay là Vienna hay là Accent gì đó, rất nhiều kiểu. Con này thì là Vios 2011 nhá. Vios 2011 số sàn 1.5, này bán 215 triệu bản Nimo lưng full kinh đô, máy 1.5 nhá. Rất đẹp cho anh em. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có ngay một chiếc xe Avante 2013. Con này thì 2012 số sàn 1.6 và con này 21 biển 36. Này là con này 21, xe gia đình không khoan đục, không taxi dịch vụ gì đâu ạ. Con này bán là 260 triệu đồng. Số sàn 1.6 260 triệu đồng. Rất là đẹp cho anh em. Hyundai Avante cho anh em mua về thoải mái luôn. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Cerato 2009 số tự động, máy 1.6, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc.
với giá bán là 295 triệu đồng. Đời 2009 tự động nhá, Cerato các bạn ạ. Tiếp tục thì ở phía dưới này chúng ta đang có một chiếc Hyundai Venna. Với chiếc Hyundai Venna sản xuất năm 2011, 2008, số sàn máy của nó là 1.4, xe nhập khẩu biển Nam Định với giá bán là 168 triệu đồng. Tiếp tục là một cái mẫu xe Daewoo Lacetti. Đây. Daewoo Lagentia 2010 đăng ký 2011. Con này thì một chủ từ mới, máy 1.5, xe gia đình không khoan đục thì phụ gì. 15A00213 với giá bán là 155 triệu. Vios 2014 bản E, xe gia đình tư nhân một chủ từ đầu sử dụng. Con này thì rất là đẹp, với giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán là 335 triệu đồng, 335 triệu đồng cho một chiếc Vios bản E số sàn, một chiếc xe gia đình một chủ từ mới, 335 triệu. Honda Civic 2009 số sàn 1.8, tên tư nhân một chủ từ mới biển Hà Nội, 30AP4072, đăng kiểm tháng 2 năm 2023 2009 với giá bán là 250 triệu. Hyundai Accent 2011 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.4, đời 21, biển Thái Bình với giá bán là 338 triệu. Hyundai Solata 2004 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động máy 2.0, biển 29A83756 với giá bán 189 triệu cho anh em, 189 triệu anh em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Solata Vios 2010 bản Nimo lưng phun kịch đồ ở biển Hải Dương với giá bán hiện tại thì anh đang bán 189 triệu đồng. Bản Nimo 2010 1.5 nhé các bạn nhé. Vios này 1.5 số sàn 189 triệu. Civic 2010 một chủ từ mới, số sàn 1.8, tư nhân chính chủ không pha đục taxi gì. Rất là đẹp, không lỗi, với giá bán 260 triệu đồng. Lacetta Agentra 2011 số sàn máy 1.5. Con này xe gia đình đời 2011 với giá bán 160 triệu đồng, biển 15A23517. Lacetti 2008 số sàn 125 triệu đồng 1.6, xe gia đình không khoan đục gì. Đời 2008. 125 triệu. Lacetti nhập khẩu đây, con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Với giá bán hiện tại thì tôi đang chào bán là 220 triệu đồng, biển 98A08925. Số tự động là số sàn nhá, 1.6 nhá. Rất là đẹp, xe nhập khẩu rất ok. Avante 2012 số sàn 1.6, biển 29A80700, với giá bán hiện tại thì tôi đang chào bán là 258 triệu đồng, số sàn nhá. Lacetti CX 2010 số tự động 1.6. Đấy. Biển Hải Dương 34A50347 nhập khẩu này. Số tự động 1.6 bản full cửa sổ trời với giá bán 245 triệu. Có rất nhiều những dòng xe mà các bạn đang có nhu cầu cần mua thì đang ở đây hết luôn các bạn ạ. Đấy. Tiếp tục thì đây đang có một chiếc cái gì nhỉ? Chiếc Cruise. Đấy, Cruise này là sản xuất năm 2011, số tự động 1.8 bản LTZ nhá. Giá bây giờ giảm còn 20 triệu, còn có 255 triệu thôi. Xe đẹp nhá các bạn nhá. 255 Cruise, Chevrolet Cruise ạ, 1.8 số tự động. Gentra 2010 số tự động, số sàn 1.5, xe gia đình biển Hải Dương với giá bán 155 triệu. Cruise 2010 số tự động 1.8 biển Vĩnh Phúc, con này bán 265 triệu. Đấy. Buick X-Trailer số tự động 1.8, sản xuất năm 2009, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Con này là xe nhập khẩu hàng nội địa của Đài Loan ấy. Con này thì di cả xe luôn. Giá bán 155 triệu, 155 triệu. Chất lượng cực kỳ luôn. Hyundai Avante 2014 số sàn 1.6, 200 triệu đồng, tư nhân chính chủ biển Vĩnh Phúc luôn. Samsung SM3 2014 số tự động 1.5, con này thì biển Ninh Bình, số tự động nhá. Với giá bán 335 triệu đồng. Đó, có rất nhiều mẫu xe. I10 215 số tự động, số sàn 1.0, xe nhập khẩu bản đúng số sàn 25, 235 triệu đồng. Đó, vừa rồi thì khá là nhiều và cũng giới thiệu khá là nhanh. Tuấn Anh cũng đã giới thiệu cho tất cả anh em về những cái dòng xe bên em. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.